Dạ vâng, xin kính chào tất cả anh em và các bác đã tiếp tục truy cập vào kênh YouTube của Minh Nhật Audio. Và tiếp tục thì hôm nay em lên sóng cho anh em và bác rất là nhiều những cái mẫu dây tín hiệu, những cái mẫu dây AV này, những cái mẫu dây AV hoa sen. Đấy, để anh em có thể về nâng cấp. Thì rất nhiều anh khách bảo là dạo này hay lên loa cho anh em thế. Thì để bạn trả lời thì đã là làm âm thanh rồi thì lúc nào bên em cũng phải lên song song giữa cả loa và dây, hay là dây loa, dây tín hiệu, lúc nào phải lên đều cho anh em. Và hôm nay thì rất là chiều anh em luôn đấy ạ. Đấy, rất là chiều anh em thì tiếp tục lên dây tín hiệu cho anh em luôn. Hôm nay thì đầy đủ mẫu mã cho anh em nhé, từ những mẫu dây Nhật, dây Mỹ này, dây Đức này, dây Anh Quốc này, dây Đan Mạch này. Đấy, đầy đủ luôn cho anh em. Hôm nay thì em sẽ lên từ những cái mẫu dây cao tiền trước nhá. Như bình thường là em lên từ dây thấp tiền, hôm nay lên từ mẫu dây cao tiền trước cho anh em. Thì để mà nói thì ở đây thì mẫu dây cao tiền nhất thì mà vào những cái hàng bãi phổ thông này thì em có mẫu dây của Fulltech đầu canon cái ra AV để anh em cắm từ vang xuống âm ly này. Mẫu này thì là 1.050.000. Đấy, 1.050.000 đồng. Và tất cả những cái mẫu cái đầu rắc Mỹ này thì vẫn là đầu khóa gen anh em nhé. Đấy, tất cả những đầu rắc Mỹ này, đây đầu rắc Mỹ đấy. Đấy, bên em đây còn đầu carbon này là đầu canon, thì là đầu canon carbon rồi. Đấy, rất là xịn sò, anh em nhìn bộ dây nhìn sướng không. Và tất cả những cái mẫu dây của Fulltech này thì nó vẫn đều có chiều và có chữ trên dây anh em nhé. Đây em đang nhìn đây, đây này, nó vẫn đều có chữ và có chiều trên dây như này. Đó, ok nhá, 1.050.000 cho một cặp canon cái da V sắc Mỹ. Đấy, rồi tiếp theo đến bản AV của thằng Fulltech thì em có hai bản, một bản không có chặn như này này, một bản không có đầu chặn và một bản có đầu chặn. Đây, bản có đầu chặn đây anh em này. Đấy, bản có đầu chặn này là 950.000 cho một bộ. Đấy, bản này bản mới anh em nhé, bản mới. Đấy, đầu rắc Mỹ, đầu chặn hoa sen đây, hai đầu AV, hai đầu hoa sen đấy. Đấy, hai đầu bản chặn. Còn bản không có chặn này thì sẽ rẻ hơn 100.000. Bản này là 850.000 anh em nhé. Bản không có chặn là 850.000, còn bản có chặn là 950.000. Đấy. Đây, để mà nói thì chất lượng nó sẽ như nhau anh em nhé, chất lượng như nhau. Cái đầu chặn này là cái đầu chặn chống nhiễu thôi. Nếu anh em và các bác nào mà thật sự cần cái đó, cần về cái độ chống nhiễu tốt hơn nữa, dây này thì nó đã có chống nhiễu rồi. Đấy, trên cái chặn thì nó sẽ có chiều như này này, thì anh em chơi cái thêm 100.000 lấy cái đầu chặn này cũng được, rất là ngon. Đây, chặn zin đi theo dây luôn anh em nhé, chặn zin đi theo dây luôn. Đấy, 950.000 và 850.000. Ok, tiếp theo lên cho anh em một cái bản nữa là bản em còn duy nhất một bộ AV của Macintosh dây Mỹ giá 800, còn duy nhất một bộ, duy nhất không còn bộ thứ hai. Đấy, ok chưa, đầu rắc carbon khóa gen dây của Macintosh đây anh em thì nhìn đây. Ở dây này thì chi tiết cả ba giải luôn anh em nhé. Dây Fulltech này cũng lên chi tiết cả ba giải. Hai cái mẫu này thì điểm nói màu thì nó gần như nhau. Con này là màu xanh bộ đội này, màu xanh lá bộ đội này. Con này là màu xanh lá sáng hơn. Hai con này thì nó sẽ đều ba giải nhưng mà lại thiên sáng nhiều hơn anh em nhé. Vẫn lên ba giải nhưng mà nó thiên sáng. Còn con này là lên cả bát, cả trung, cả chép đều giải, ba giải chi tiết. Đấy, ok chưa? Rồi, cặp là 800 để vụ cuối cho anh em. Ok, em sẽ để cho bên này. Lên tiếp tục lên cho anh em và các bác mấy cái bộ dây của Đan Mạch nhé. Mấy bộ dây của Đan Mạch này thì AV của Optophone bản màu xanh. Riêng dòng Optophone này thì bên em có hai bản. Bản màu xanh này sẽ lợi giải bát anh em nhé. Nếu mà anh em và các bác nào mà muốn cải thiện giải bát thì đây, anh em chơi mẫu này cho em. Mẫu này thì giá rẻ hơn bản đen. Đây anh em thể nhìn thấy chiều mũi tên không ạ? Không biết cái ánh sáng nó có bị làm lóa mắt của anh em không. Đây có chiều mũi tên đây, Optophone bản màu xanh ngọc. Bản này thì có mức giá là 480.000 đồng một bộ. Đầu rắc khóa của Optophone luôn anh em nhé, đầu rắc khóa gen này. Đây thì rất nhiều anh em có khi còn chưa biết cái rắc khóa này. Nên là rời mất. Ok đây, cái rắc khóa này thì anh em chỉ cần nới ra, khi anh em cắm vào anh em nới ra như này, chúng ta sẽ cắm vào rắc rồi chúng ta sẽ khóa vào là nó sẽ chặt, siết chặt luôn, không bao giờ rút được ra.
Nếu mà anh em vẫn để nguyên như vậy mà rút ra thì nó sẽ làm hỏng luôn thiết bị của anh em. Thì đấy là cái ưu điểm và cái nhược điểm của chơi giác khóa này là như vậy. Đấy, thì bộ này là 480.000 đồng một bộ anh em nhé. 480 bộ dây hai đầu hoa sen của Optophone, dây Đan Mạch. Rồi, và bản Optophone thì nó sẽ có thêm một bản Canon cái da AV để anh em cắm từ vang xuống âm ly. Bản này thì cao hơn vì cái đầu jack carbon này nó rất là cao. Bản này thì có mức giá là 730.000 đồng cho một bộ anh em nhé. Bao cước vận chuyển cho anh em luôn, 730.000 đồng dây Optophone của Đan Mạch. Đó, đây, chữ nghĩa trên dây rất là rõ ràng, không anh em có nhìn thấy không? Ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trong hình cơ anh em nhé. Ở ngoài để mà nói, ở ngoài nó còn đẹp hơn ở trong hình, rất là đẹp. Đó, 730.000 đồng cho một bộ dây Canon cái da V. Rồi, đây là bản màu đen của nó đây này anh em này. Bản màu đen của nó đây này. Đấy, bản màu đen rắc xanh có mức giá là 680.000 đồng. Bản màu đen này thì nó cũng là bản của Optophone. Anh em thể nhìn ở đây, chữ như Optophone đây này. Đấy, như bản này nó lại có mũi tên chạy dọc trên dây luôn. Từ đầu dây đến cuối dây đều có chiều mũi tên luôn. Anh em thấy không ạ? Đây này, chạy cả dây luôn. Bản này thì nó lên cả 3 giải anh em nhé. Bản màu đen của Optophone nó sẽ lên cho anh em cả 3 giải. Giá là 680.000 đồng cho một bộ dây to. Dây này cũng khá là mềm, không cứng. Hầu như là tất cả những cái bản dây em lên cho anh em hôm nay thì đều là mềm hết, không có dây nào cứng cả. Nên anh em cứ yên trí, yên tâm. Đấy. Rồi tiếp theo nữa, dây nào lợi giải nào thì lúc nào bên em cũng nói rõ cho anh em. Vừa lên cho anh em là lên nốt cho anh em cái bản dây Đức ấy đi. Bản dây Đức, dây hai đầu AV của thằng WBT của Đức. Đó, anh em thể nhìn đây. Dây này thì nó là này, WBT của Đức này. Chữ nghĩa nó lại nằm bên trong cơ, nên là cầm hơi khó. WBT Audio Cap Made in Germany. Đấy, có chiều mũi tên trên dây. Dây này thì là màu kem sữa, màu trắng sữa anh em nhé. Dây là màu trắng sữa. Dây này thì rất là mềm. Bản này là bản đồng tơ. Con này cũng lên giải bát cho anh em. Anh em cũng có thể tận dụng dây này làm dây sút cũng được. Đấy, dây này lên bát rất là sâu và chắc, tơi. Đó, giá là 650.000 đồng trong bộ dây AV của thằng WBT. Còn Canon cái da V thì thêm cho em 100.000 nữa là 750 cho một bộ Canon cái da V. Chợ. Đó. Dây này, dây Đức, riêng dây WBT của Đức nó sẽ lên cho anh em được giải bát anh em nhé. Còn riêng cái dây này lên giải cao này. Đây, có mẫu này lên giải cao cho anh em này. Ở đây sẽ có hai mẫu lên giải cao cho anh em. Một là mẫu Kimber của Mỹ, bản to. Jack của Mỹ luôn, Jack Kimber của Mỹ luôn anh em nhé. Đây, Jack Kimber của Mỹ luôn. Dây là dây Kimber, dây là dây vỏ thép lông của Mỹ luôn. Dây này thì có mức giá là 500 một bộ, dây Kimber xịn của Mỹ. Đấy, đây, anh em nhìn rõ không ạ? Tất cả vỏ là vỏ thép lông hết này. Jack là Jack Kimber, dây là dây Kimber. Đấy, dây này thì nó nhỏ gọn, cập gãy thoải mái. Dây này của nó là em đã lên cho anh em rồi. Đồng nó đồng bạc, mạ lõi của nó lõi mạ bạc trắng luôn. Đẹp, đẹp mê ly luôn. 500 một bộ anh em nhé. Anh em và các bác cần cải thiện giải cao, chơi dây này khá là ok. Giá lại bình dân, không quá cao. Đấy, 500 cho một bộ. Ok. Tiếp đến là bản dây quét. Dây quét của anh Quốc nó cũng lên giải cao cho anh em. Ở đây thì em còn mấy bộ Canon cái da V. Còn bộ AV hai đầu A, hai đầu hoa sen như này. Hai đầu hoa sen thì có mức giá là 700.000 đồng một bộ. Còn Canon cái da V là 800 một bộ anh em nhé. Có đầu chặn, bản này bản mới, có đầu chặn audio đi theo kèm theo dây luôn. Đấy, hai đầu AV thì là 700, còn Canon cái da V thì là 800. Bao ship cho anh em, bao ship toàn quốc. Đấy, dây này em đi nhanh lắm. Anh em và các bác nào mà có duyên xem được cái video này thì liên hệ trực tiếp với em. Anh em nhớ là chụp ảnh lại màn hình nhé. Anh em nhớ là quan tâm mẫu sản phẩm nào, chụp ảnh lại màn hình cho em là tốt nhất,
để em gửi hàng cho anh em chính xác nhất. Không, nhiều lúc anh em đặt một hàng một kiểu mà bên em gửi một kiểu, nó cũng rất là mất thời gian của anh em mà cũng rất là mất thời gian của bên em. Đấy. Ok, điểm lại một số những mẫu dây giá bình dân, dây của Hitachi giá là 250. AV Hitachi đầu đạn em vẫn còn hàng anh em nhé, giá là 250 cho bộ. Dây riêng dây của Hitachi thì nó sẽ lên cải thiện được cho anh em giải trung âm và giải cao cực kỳ sáng và chi tiết. Đấy, AV đầu đạn của Hitachi em còn có 1-2 bộ thôi. Đấy. Canon cái da AV bản màu xám giá 220 một bộ. Một đầu Canon cái ra một đầu AV để anh em cắm từ vang xuống âm ly. Dây của Nhật anh em nhé, giá là 220 cho một bộ. Dây thì bao bền cho anh em rồi, bao bền luôn mà giá lại bình dân, giá bình dân chất lượng tốt thì chỉ có chơi dây Hitachi thôi nhé. 220 một bộ. AV Hitachi bản kim cương vẫn còn hàng phục vụ anh em, 250.000 đồng một bộ. Anh em nào chơi bản thường thì vẫn là giá 220, bản kim cương là nhỉnh hơn một chút. Đấy, 250. Được chưa? Vẫn là bản Hitachi xám đẹp mê ly luôn. Cải thiện giải trung âm và giải cao cực kỳ sáng. Đặc biệt là cái dây Hitachi này chống nhiễu cực kỳ tốt, dây mềm, anh em khoang quật thoải mái. Đấy, ok. À đây còn duy nhất hai bộ AV Hitachi bản rắc vuông này anh em này. Bản rắc vuông phù hợp cho anh em và các bác nào mà chơi trong kệ sát tường. AV rắc vuông đã được bọc sắc rắn đẹp mê ly rồi. Đây, 480.000 đồng một bộ. Nó đắt ở đắt cái đầu rắc này anh em này. Riêng cái bản đầu rắc này là ra rơi tầm 360 rồi. 80.000 đồng một đầu này. 8432, 320 tiền rắc. 480 tiền dây có bao nhiêu đâu, đúng không ạ? Quan trọng nhất là cái rắc này nó xịn này. Anh em nhìn Tùng không bao giờ bị cũ, rắc xịn của nó nhìn đẹp mê ly luôn. Em còn đúng hai bộ duy nhất. 480.000 đồng bao ship cho anh em luôn. Trước em còn không bao ship cơ. Bao ship cho anh em luôn nhé. Dây mic 5m giá 350. Đầu rắc Hitachi, dây Hitachi rắc Nutrix. Một đầu Canon cái ra một đầu 6 ly, bản 5m, dây cực kỳ mềm. 5m mà anh em nhìn bóp này như bún luôn. Đấy, dây này thì cải thiện được cho anh em lời ca sĩ cực kỳ sáng. Anh em hát nữa là hát hay như ca sĩ, nó là có thật anh em nhé. Đấy, hát hay như ca sĩ thì anh em cứ cải thiện dây mic cho em. Chống nhiễu tốt, cải thiện chất âm tốt, tiếp xúc tốt. Đấy, 350 một bộ, bao ship dài 5m. Anh em nào cần dài hơn, dài tầm 5-7m, 10m thì liên hệ trực tiếp với em. Chứ mặc định thì dây mic nó là 5m rồi nhá. Ok. Đấy, thì anh em nào cần mẫu mã nào hay là quan tâm sản phẩm nào, liên hệ trực tiếp với Minh Nhật Audio để đặt hàng, hoặc anh em chụp ảnh ở màn hình, kết bạn Zalo với em. Số điện thoại thì em có ghi ở ngay trên màn hình rồi đấy ạ. Đấy, Minh Nhật Audio kèm theo số điện thoại. Cảm ơn tất cả anh em và các bác đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả anh em và các bác trong các video tiếp theo.